Rồi, hello chào cả nhà nha. Em mua được mớ thịt cả nhà. Thịt với xương. Giờ mình đốt than rồi, bây giờ mình bỏ lên nướng nha cả nhà. Đúng rồi, hôm nay cuối tuần anh em làm lại gai nha. Đổ lại đi. Đâu? Để không? Đông rồi. Chết bắt kìa. Thôi đông cái gì. Chết cái gì nhà luôn đi. Rồi nha. Nha. Mát đá. Dặn dặn 25 ngàn. Ngon nha. Ngon mà. Dặn không được. Đủ. Rồi. Đông. Đông đi đây. Vô tới. Hướng thịt tiếp tục chương trình dự hình. Cao thịt luôn á nha. Nướng sa tế, ốc sa tế à? Áo bò, sa tế, ngũ vị hương, nước tương. Hello. Quay lại. Xíu đồ món thịt là quay. Ủa, này cô đẹp quá sao ăn? Hello mấy bạn. Hello. Cầm xuống xuống chú ơi. Không thấy mặt luôn á. Hello các bạn. Chào chị. Xuất hiện nha. Chị chơi chứ. Chơi chơi. Để xuống đây nè. Để xuống đất này. Lấy cái ly cỏ gì, cái bình cũ cho để bạn Bùi Nguyễn kêu ra luôn. Cho làm cái ly gì, lấy ra chút đi rồi nước thịt từ từ. Thịt của bà chính đó. Thịt của bà chính luôn. Thịt cái gì? Của bà chính luôn. Thịt 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 chỗ nào vậy? Đùi gì? Đùi hả? Ăn đi đó mà bỏ ra chi không? Cái này đưa mày. Dạ. Người đóng. Ghé vô chịu thích. Đi ra vô, bỏ đây. Bây giờ đã bé. Rồi, đợi chút xíu, vàng là quất. Kìa có cây nhỏ kìa. Cái này ngon, cái này, cái bánh này.
Cho con trả lời cho mẹ yêu. Nói lại ai? Nói gì trời? Điệu quá. Nói lại trời. Nói gì trời? Mới thì nói gì đó. Nói mọi người à, coi nhớ share và chia sẻ video của anh ba mình nhé. Bye mọi người. Yeah.